Đen sạc 6S Plus. Đèn xanh nhé, đèn xanh ví dụ như là anh em mình không sạc thì nó sẽ nó sạc, chưa sạc thì nó sẽ là đèn đỏ. Trên này là đang chạy này. Ví dụ như anh em không có bộ sạc thì sạc hiển thị phần trăm này thì cứ thấy nó xanh đèn là được. Cái jack này nó hơi ngược một chút. Ok, giờ mình sẽ test cái pin của nó nhé. Đây, bỏ ra nó sẽ đèn đèn đỏ này. Em này nó đấy, lên rồi. Em này nó hỏng, nó không sạc được pin này. Treo treo táo nhá. Nó bị treo táo anh em ạ.